Hiện nay trên cả nước có hàng trăm doanh nghiệp sản xuất mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp chỉ sản xuất vỏ mũ và mua các linh kiện khác về lắp ráp, gia công lại. Vì vậy, chất lượng mũ bảo hiểm phần lớn không đảm bảo tiêu chí an toàn cho người sử dụng. Nhằm đáp ứng nhu cầu phân khúc thị trường mũ bảo hiểm cao cấp với chất lượng vượt trội, phục vụ trong nước và xuất khẩu, Mafavian là công ty Việt Nam đầu tiên đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm chuyên dòng sản phẩm cao cấp với thương hiệu Royal. Nhà máy tọa lạc tại khu công nghiệp Hải Sơn, tỉnh Long An với diện tích hơn 10.000 m2 và số vốn đầu tư ban đầu hơn 150 tỷ đồng. Thiết kế nhà máy gồm 4 nhà xưởng được đầu tư khang trang, an toàn và cơ sở hạ tầng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Hệ thống dây chuyền máy móc với công nghệ hiện đại được nhập khẩu hoàn toàn từ các nước tiên tiến trên thế giới để đảm bảo sản phẩm có độ chính xác cao, chất lượng đồng bộ với những đặc tính nổi trội, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường và sử dụng ít nhân công. Royal là một thương hiệu cao cấp mà công ty chúng tôi đầu tư rất nhiều công sức như tài chính từ cơ sở vật chất, trang thiết bị đến thiết kế khuôn mẫu nhằm tạo ra sản phẩm đạt chất lượng cao, đáp ứng được những tiêu chuẩn trong nước cũng như các tiêu chuẩn quốc tế. Với quy trình khép kín từ khâu thiết kế đến sản xuất thành phẩm, Mafavian có công suất thiết kế đạt hơn 1 triệu sản phẩm một năm, hoàn toàn có đủ năng lực cung cấp những sản phẩm mũ bảo hiểm tốt nhất phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Khác với những dòng sản phẩm thông thường trên thị trường, Royal là thương hiệu đã được khẳng định cho sự phát triển vượt trội của công nghệ sản xuất mũ bảo hiểm. Sản phẩm ngày càng trở nên quen thuộc đối với khách hàng sử dụng xe máy, mô tô phân khối lớn với nhiều chủng loại kiểu dáng khác nhau. Với thiết kế khác biệt và kinh nghiệm chuyên môn dày dặn, những thế mạnh công nghệ sản xuất hiện đại và đặc biệt là nguồn nhân lực có trình độ tay nghề cao đã làm nên đẳng cấp thương hiệu Royal trong nước và quốc tế. Mafavian hướng đến mục tiêu cung cấp sản phẩm Royal với chất lượng và giá trị vượt trội, tạo nên sự an toàn tuyệt đối, góp phần cải thiện thói quen sử dụng mũ bảo hiểm của người tiêu dùng trong hiện tại và tương lai.